Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Phong Thủy Khải Toàn. Hôm nay tôi sẽ nói về tuổi Mùi, người cầm tinh con dê. Mùi là một trong tứ khố, tức là một loại thương khố đại diện cho đất đai, nhà cửa. Bản tính của Mùi lầm lì cứng đầu, nhưng rất là bao dung và nhân ái. Tuổi Mùi bao gồm năm 67, năm 79, năm 91 và 2003. Tính theo mệnh khuyết, tuổi Mùi sinh vào tháng 2, tháng 3, tháng 4 dương lịch, thường là dư mộc thiếu kim. Sinh vào tháng 5, tháng 6, tháng 7, vào mùa hè dư hỏa và thiếu thủy. Sinh vào mùa thu, tháng 8, tháng 9, tháng 10, thường là dư kim mà thiếu mộc. Cuối cùng là sinh vào mùa đông, tháng 11, tháng 12, tháng 1, thường là dư thủy thiếu hỏa. Các bạn tuổi Mùi lưu ý, khi mà chọn mua nhà hoặc là thuê nhà, nên tránh đi cửa ở hướng dần. Dần là một góc trong đông bắc. Nếu mà cửa ở hướng dần sẽ phạm vong thần. Vong thần tức là thị phi và điều tiếng, sẽ gây ảnh hưởng đến tinh thần, thì cửa nhà không nên ở hướng dần. Nói về tính cách của người tuổi Mùi, Mùi là một trong tứ khố, có tính ban phát, bao dung, nhưng bản tính lầm lì cao độ. Họ sống giàu tình cảm và đầy lòng trắc ẩn, yêu thương mọi người. Tuổi Dê hầu hết làm công việc chăm sóc rất là chu đáo, có chí khí mãnh liệt trong nghiên cứu sáng tạo, song cũng có dã tâm rất là lớn. Đa số phụ nữ tuổi Mùi tính cách ngoan ngoãn dịu hiền, thích sống lương thiện thành thật, có lòng chính nghĩa và sự đồng cảm, thích đi du lịch đây đó. Đặc biệt nơi nào có phong cảnh hữu tình rất là hấp dẫn họ. Tuổi Mùi dễ bị xúc động trước những bất hạnh, những hoàn cảnh khó khăn, nghèo khổ. Họ dễ bị tổn thương, nhưng cũng rất là dễ dàng tha thứ cho người khác. Tấm lòng vị tha của họ trở nên thân thiện và được những người xung quanh yêu quý. Tuổi Mùi thiên về sống nội tâm, ít chia sẻ tâm tư của mình cho người khác. Họ giúp đỡ mọi người trong âm thầm, cho đi mà không hề muốn nhận lại. Điều mong muốn lớn nhất của tuổi Mùi không phải là một cuộc sống giàu sang về vật chất. Họ mong muốn được một cuộc sống bình yên, an nhiên, đầy tình yêu thương bên cạnh những người thân của mình. Số đông trong họ có nội tâm kiên định, luôn giữ nhiệt huyết trước những gì mình đã yêu thích. Người tuổi Mùi đa phần có phong cách nho nhã, nhã nhặn. Những người tuổi Mùi thường chọn những con đường nghệ thuật hoặc là nghiên cứu để truyền tải đi những thông điệp yêu thương đến với mọi người. Về sự nghiệp, tuổi Mùi khá cẩn thận và chậm chạp, những người yêu thích tốc độ khó hòa hợp trong công việc làm ăn với họ. Người tuổi Mùi thường có khả năng thay đổi nghịch cảnh rất là tốt. Trong đường đời, ban đầu họ rất là vất vả, sau cố gắng phải nỗ lực vươn lên thì họ mới thành đạt. Tuổi Mùi ghét nhất bị ai thúc giục trong công việc. Nếu mà thúc giục họ, họ sẽ khó hoàn thành hơn là để họ toàn tâm toàn ý theo thời gian của họ, theo tính cách của họ đã sẵn có. Về công danh tiền bạc, với một số ít người tuổi Mùi, do có dục vọng về danh vọng quá lớn, sẽ khó đạt được thành tựu như ý. Cuộc đời tuổi Mùi thường có thu nhập rất là tốt, nhưng những gì họ chi ra cũng rất là nhiều. Trên thương trường, nếu muốn thành công, đôi khi họ phải đánh liều với vận may. Còn trên quan trường, họ phải nỗ lực, kiên trì, nhẫn nại, chờ thời cơ. Nhưng đôi khi, không phải lúc nào thành công của họ cũng như mong muốn. Những người này, họ có rất nhiều mối quan hệ rộng rãi trong cuộc sống. Bằng sự giao tiếp khéo léo, họ được nhiều người yêu mến và ngưỡng mộ. Họ tự phân công công việc cho mình rất là hợp lý. Khi làm việc, không dễ để tình cảm xen lấn vào công việc, họ rất rạch ròi trong việc này. Tình duyên tuổi Mùi, gia đình là thứ quan trọng nhất với họ. Họ dành rất là nhiều thời gian chăm sóc cho gia đình của mình. Họ không dễ dàng bộc bạch tình cảm của mình với ai khác. Đôi khi một số nam giới họ rất nhút nhát, rất là nhát thổ lộ tình cảm của mình với phái nữ. Nhìn chung người tuổi Mùi kết duyên tương đối dễ dàng, một số ít của họ lập gia đình muộn.
Đối tượng này sau khi họ lập gia đình, họ vẫn có một cuộc sống tốt, làm những điều mình thích. Đối với tuổi Mùi, họ biết rất là nhiều về sự lãng mạn, nhưng cá tính nhút nhát đôi khi họ ít thổ lộ. Đối với họ, gia đình là ưu tiên. Tiếp theo là công việc, rồi mới đến bạn bè. Phần lớn phụ nữ tuổi Mùi thường thích những chàng trai mạnh mẽ và quyền thế để họ có điểm tựa vững vàng. Các cô gái tuổi Mùi đôi khi họ được đeo đuổi cùng lúc nhiều chàng trai, do đó họ hơi chủ quan, lựa chọn mà bỏ đi cái đúng nhất, chọn cái sai nhất. Với bản chất ngây thơ và phóng khoáng, họ thích hưởng thụ tinh thần lẫn thể xác, nên họ dễ bị lừa trao hết tình cảm cho bạn tình của mình. Đây là nhược điểm lớn nhất của các cô gái tuổi Mùi, nên khi chọn ý chung nhân, phải cân nhắc và quyết định kỹ. Nam giới tuổi Mùi phần nhiều họ yêu đương rất là thành thật, đôi lúc họ tỏ ra thông minh sắc sảo, nhưng thực tế họ không biết họ là người bị lừa, bị dụ dỗ. Nhìn chung họ là những ông chồng chung thủy. Sự đa sầu đa cảm đôi khi dẫn những người nam tuổi Mùi đi đến bế tắc và khủng hoảng tinh thần. Phụ nữ tuổi Mùi họ có đời sống nội tâm rất là phong phú, lãng mạn nhưng cũng rất dễ bị tổn thương. Trong tình yêu họ luôn trao đi hết lòng, chỉ cần mang niềm vui đến cho đối phương là họ được vui. Các nữ chủ nhân tuổi Mùi họ toàn tâm toàn ý với gia đình của mình, khá tảo tần để kiếm sống. Họ chăm sóc chồng con hết mực, nhưng đôi khi họ cũng đòi hỏi lại đối phương trao lại cho mình xứng đáng. Nhược điểm lớn nhất của họ là tính nhu nhược và yếu mềm. Người tuổi Mùi kết duyên với Hợi, Mão, Ngọ là mối nhân duyên tốt đẹp, nhưng vẫn có thể xe duyên với người tuổi Thân cũng được xem là mối nhân duyên tốt đẹp. Với người sinh năm Mùi, ở tháng, ngày, giờ có thêm chữ Mùi là người này có sao hoa cái. Sao hoa cái đại diện cho thông minh, sáng dạ, tài hoa, phù hợp ngành nghề mỹ thuật và nghệ thuật. Người có sao hoa cái rất là sáng dạ. Người sinh năm Mùi ở tháng, ngày, giờ có chữ Tỵ là có sao Dịch Mã. Sao Dịch Mã chủ về biến động, đi xa dễ làm công việc xa, xuất ngoại. Sao Dịch Mã là sao biến động. Người tuổi Mùi có chữ Tý trong lá số, tức ở tháng, ngày, giờ có chữ Tý là có sao Hàm Trì. Sao Hàm Trì chủ về tình dục, đào hoa, ăn nói và nhân duyên. Sao Hàm Trì rất phù hợp ngành nghề dịch vụ. Người xưa cho rằng biết mệnh mới có thể cải mệnh. Nếu chỉ xét theo mệnh năm thì còn rất là nhiều hạn chế. Ví dụ người tuổi Mùi sinh vào mùa xuân và mùa hè thường là dư mộc hỏa cần kim thủy. Người sinh vào mùa thu đông thì dư kim thủy cần mộc hỏa. Đây là thuyết cải vận. Các bạn có thể tham khảo trên trang web phongthuykhaitoan.com hoặc là xem các video sau của tôi. Hãy nhớ theo dõi kênh Phong Thủy Khải Toàn trên YouTube và Facebook. Cảm ơn các bạn đã xem.